và các bạn, chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng đợt kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 2023 tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Cùng dự lễ trao huy hiệu có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại thị xã Mỹ Hào, đồng chí đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên là đồng chí Nguyễn Mạnh Tố, chi bộ tổ dân phố trên, Đảng bộ phường Dị Sử, đồng chí Phạm Thanh Đồng, chi bộ tổ dân phố Bần và đồng chí Hoàng Hãn, đảng viên chi bộ tổ dân phố Cộng Hòa, Đảng bộ phường Bần Yên Nhân. Tại huyện Văn Giang, đồng chí trao cho đảng viên Trần Trương, chi bộ công ty cổ phần Việt Hưng, Đảng bộ huyện Văn Giang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đồng chí và gia đình. Đồng chí Trần Quốc Toàn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên khi còn công tác cũng như nghỉ hưu tại địa phương. Đồng chí mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy tốt phẩm chất của người đảng viên, tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương và khu dân cư nơi sinh sống trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, sống gương mẫu cho các thế hệ con cháu, các thế hệ đảng viên trẻ noi theo. Đồng chí lưu ý đảng bộ, chi bộ và các cấp chính quyền dành nhiều sự quan tâm hơn nữa để các thế hệ các đảng viên cao tuổi tăng cường học hỏi kinh nghiệm của các đảng viên cao tuổi, các thế hệ đi trước trong vận dụng vào xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng quê hương, đất nước.